Xin chào các bạn. Ở bài đợt trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách in một trang giấy vừa khít trong file Excel. Để theo dõi lại bài đợt trước, các bạn vào trình duyệt web, gõ cụm từ cách in vừa khít một trang giấy trong Excel. Giấy trong Excel. Thủ thuật Excel. Các bạn nhớ gói thêm đuôi thủ thuật Excel để hiện ra bài của mình. Đây chính là bài đợt trước mình đã hướng dẫn. Các bạn tích vào đây. Các bạn có thể theo dõi. Tiếp theo bài ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu trong Excel bằng Advanced Filter. Giả sử mình có một bảng dữ liệu như sau. Để tiến hành lọc dữ liệu, đầu tiên các bạn chọn dòng tiêu đề của bảng dữ liệu, sau đó vào thẻ data. Đây, vào thẻ data, chọn filter. Sau khi chọn filter, các bạn sẽ thấy tại mỗi một cột của dòng tiêu đề có xuất hiện các mũi tên ô vuông. Giả sử mình muốn lọc những người tên là hiệu, các bạn tích vào đây. Các bạn có thể lọc thủ công. Các bạn chọn tích những người tên hiệu. Đó là các bạn lọc nhanh đối với những sách danh sách ngắn. Giả sử đối với những danh sách dài thì các bạn không thể làm thủ công như vậy được. Vì vậy các bạn chọn như sau. Các bạn chọn vào Text Filter. Các bạn chọn Contents. Content là lọc ra những từ có chứa cụm từ khóa mà các bạn muốn lọc. Ví dụ mình muốn lọc ra những người tên hiệu, mình có từ hiệu thì nó sẽ lọc ra tất cả những hàng có tên hiệu. Đây xuất hiện ra hai người tên hiệu, Vương Vân Hiệu và Đặng Vân Hiệu. Để xóa dữ kiện lọc, các bạn chọn Clear. Giả sử mình chất lọc dữ liệu những người tên Thắng. Con tên Thắng. Đây có một người tên Thắng. Các bạn có thể chọn lọc dữ liệu kết hợp. Ví dụ mình chọn những người tên hiệu. Hoặc những người tên Thắng. Đây sẽ hiện ra cho chúng ta hai người tên hiệu, một người tên Thắng. Ngoài thẻ content, các bạn có thể sử dụng các thẻ khác được liệt kê ở đây. Ví dụ OQI là lọc chính xác một tên nào đó. Ví dụ mình muốn lọc chính xác những người tên là Vương Văn Hiệu. Đây có một người tên là Vương Văn Hiệu. Các bạn muốn lọc những người tên hiệu và có chức vụ là nhân viên. Các bạn chọn tiếp. Phần lọc và phần chức vụ, các bạn chọn nhân viên. Sẽ lọc cho chúng ta những người tên hiệu và chức vụ là nhân viên. Để xóa nhanh dữ liệu lọc, các bạn có thể chọn Clear. Nó sẽ xóa tất cả các dữ kiện lọc của các bạn. Giả sử mình có một bảng tính khác như sau. Mình muốn lọc ra những khách hàng của một công ty, nhưng mình không nhớ được tên công ty. Mình chỉ nhớ tên công ty đó có từ xây dựng. Các bạn làm tương tự như lấy. Các bạn chọn có từ xây dựng. Đó, sau khi ra rồi thì các bạn có thể tìm được công ty chính xác cho mình.
Giả sử mình muốn lọc ra những người có bắt đầu họ là Nguyễn. Các bạn chọn Begin with Nguyễn. Nó sẽ lọc ra cho chúng ta tất cả những người tên Nguyễn. À quên, nó sẽ lọc ra cho chúng ta tất cả những người có tên bắt đầu là họ Nguyễn. Ngoài lọc dữ liệu theo trường hợp text, các bạn cũng có thể lọc dữ liệu theo màu. Ví dụ mình bôi màu những người tên là Nguyễn, có họ tên là Nguyễn. Sử đây mình chọn màu đỏ. Những người tên là Hạnh chẳng hạn. Hạnh không có phải không ạ? Con tên Hạnh. Đây giả sử mình chọn Đại, nhưng người này mình bôi màu xanh. Các bạn có thể lọc ra những hàng mình đã đánh dấu đỏ hoặc là dấu xanh. Giả sử đây mình chọn màu đỏ. Đó, các bạn có thể thấy nó lọc ra cho chúng ta tất cả những hàng đã được bôi màu đỏ. Các bạn chọn vào filter by color ha. Giả sử mình muốn chọn những hàng bôi màu xanh. Đây, các bạn có thể thấy. Video của mình đến đây xin hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây các bạn vào trang các bạn vào kênh Facebook của mình, các bạn nhấn nút đăng ký ở tại đây. Thì các video tiếp theo khi mà mình post lên các bạn có thể theo dõi được. Xin chân thành cảm ơn các bạn.